Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Ra Văn Hóa. Thưa quý vị, cứ 5 năm một lần thì hội nghị những người viết văn trẻ lại được tổ chức. Khác với những hội nghị hội thảo khác của hội nhà văn thường được tổ chức để bàn chuyện nghị sự hay là tổ chức hội, thì hội nghị những người viết văn trẻ được tổ chức chủ yếu để thảo luận về vấn đề nghề nghiệp, tạo ra một cái diễn đàn cởi mở về các vấn đề văn chương, xã hội, những vấn đề của chính những người viết trẻ. Chính vì vậy, trong nhiều lần tổ chức gần đây thì hội nghị viết văn trẻ luôn luôn nhận được sự đón đợi và mong chờ của dư luận. Đối với những nhà văn thì họ mong muốn những cuộc gặp gỡ, những cuộc trao đổi thẳng thắn về nghề nghiệp. Còn đối với công chúng thì đó là sự kỳ vọng và một thế hệ những người viết trẻ có thể tạo nên những thay đổi trong đời sống văn chương hiện đại ngày hôm nay. Và hội nghị viết văn trẻ lần thứ 9 vừa mới kết thúc tại Hà Nội với rất nhiều những hoạt động ấn tượng, cùng nhận diện thế hệ những nhà văn trẻ ngày hôm nay với những câu chuyện, những vấn đề của người viết trẻ trong xã hội hiện đại, chính là nội dung mà chúng tôi muốn gửi tới quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay cùng với hai vị khách mời. Xin được trân trọng giới thiệu tới quý vị và các bạn nhà văn Phong Điệp, Phó ban nhà văn trẻ Hội Nhà văn Việt Nam. Chị chính là người đã có quá trình sáng tác và đồng hành cùng với những người viết trẻ trong rất nhiều những năm qua. Và bản thân chị cũng là một tác giả thành công ở rất nhiều các thể loại như truyện ngắn, tản văn, tiểu thuyết, truyện thiếu nhi, với nhiều tác phẩm ấn tượng như tập truyện Khi ta 20, Giấc mơ bay qua cửa sổ, Kẻ dự phần, tiểu thuyết blogger, Ga ký ức, và mới đây nhất là tập truyện ngắn Biên bản bão. Và đặc biệt thì trong đó tiểu thuyết blogger của chị đã từng được dịch sang tiếng Pháp ạ. Vâng, và vị khách mời thứ hai chính là nhà văn trẻ Nguyễn Thị Kim Hòa, tác giả trẻ đến từ Ninh Thuận. Và với rất nhiều tác phẩm ấn tượng trong những năm gần đây thì chị cũng đã tạo được cái dấu ấn riêng của mình ở nhiều thể loại như là truyện ngắn, truyện dài, tản văn và truyện thiếu nhi. Và chị cũng đã giành được khá nhiều những giải thưởng ở những cuộc thi uy tín như là giải nhất cuộc thi truyện ngắn Văn nghệ quân đội năm 2013-2014. Giải nhất truyện ngắn của thi vận động sáng tác văn học thiếu nhi Việt Nam Đan Mạch năm 2015 và giải C của Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Việt Nam 2015. Xin được cảm ơn nhà văn Phong Điệp cũng như nhà văn Kim Hòa đã tham gia chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Và trước khi đến với phần trò chuyện thì xin kính mời nhà văn Phong Điệp, nhà văn Kim Hòa cũng như quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng tới với những hình ảnh và các hoạt động đã diễn ra trong hội nghị viết văn trẻ lần thứ 9. Sau 5 năm, từ hội nghị viết văn trẻ toàn quốc lần thứ 8 năm 2011 diễn ra tại Tuyên Quang, trong 2 ngày 28 và 29 tháng 9 năm 2016, hội nghị những người viết văn trẻ toàn quốc lần thứ 9 đã diễn ra tại Bảo tàng Văn học Việt Nam, 275 Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội. Như một cuộc tổng kiểm kê lực lượng sáng tác trẻ của văn học Việt Nam đương đại, các đại biểu tham dự hội nghị là các tác giả thuộc các thể loại văn, thơ, lý luận, phê bình, dịch thuật, sinh năm 1980 trở về sau, đã có tác phẩm được xuất bản, đã đăng tải các tác phẩm trên báo chí, đặc biệt là các báo chí chuyên ngành văn học uy tín của Trung ương. Chú trọng hơn nữa đối với các tác giả đã nhận được giải thưởng văn chương từ các tổ chức hội nghề nghiệp, cơ quan báo chí, xuất bản uy tín. Theo đó, có gần 120 tác giả thuộc tất cả các vùng miền và hầu khắp các tỉnh thành trên cả nước tham dự hội nghị lần này, trong đó có sự xuất hiện của không ít cây viết thuộc thế hệ 9X. Và tất cả những người viết trẻ đều đến hội nghị trong tâm thế tự nguyện, háo hức, kể cả phải tự lo luyện tiền tàu xe đi lại. Bởi tại đây, họ được gặp những người đồng trang lứa, cùng lắng nghe và chia sẻ những trăn trở, thách thức của nghiệp cầm bút. Tôi cảm thấy rất vui, phấn khởi. Vì đây là những dịp hiếm hoi mà có thể gặp gỡ được nhiều nhà văn cùng lứa và nhà văn lớn tuổi. Chúng tôi có thể trao đổi với nhau và chia sẻ với nhau về những tác phẩm đã làm được, đã viết được, hoặc là những cái việc mà khó khăn mà chúng tôi không có thể làm, đang vướng mắc ở trong cái việc mà xuất bản hay là đưa tác phẩm ra công chúng. Đây là một hội nghị đặc biệt đối với tôi, bởi vì đây là hội nghị những người viết văn trẻ, và có những ý kiến cho rằng là người trẻ là tiêu biểu cho một nguồn sống mới, cho những niềm cảm hứng mới. Do vậy nên là bản thân các cái thành phần tham dự hội nghị này thì đã mang đến một cái niềm cảm hứng mới, những cái sự tương tác mới, và mỗi người trong đó thì sẽ có được những cái sự gặt hái riêng cho mình, về cảm xúc cũng có, về những cái bài học cũng có, về những sự chờ đợi hy vọng cũng có. Trong khuôn khổ hội nghị đã diễn ra nhiều hoạt động phong phú như dạ hội thơ bản hòa âm tháng 9 tối ngày 28 tháng 9 tại nhà văn hóa học sinh sinh viên số 1 Trần Bình Trọng, Hà Nội, do ban nhà văn trẻ tổ chức. Bên cạnh những phần đọc thơ cá nhân giản dị,
Giao hội thơ cũng gây ấn tượng đặc biệt với người xem qua những màn trình diễn thơ được đầu tư công phu cả về diễn xuất, âm nhạc, chỉ đạo nghệ thuật, kịch bản. Nó cho thấy sự trân trọng, nâng niu của những người cầm bút với đứa con tinh thần của mình và thái độ nhập cuộc của người viết trẻ trước những vấn đề nóng hổi của đời sống xã hội. Ngày 29 tháng 9, tại Bảo tàng Văn học đã diễn ra hai tọa đàm trao đổi, bàn thảo một số nội dung liên quan đến ý thức, thái độ, công việc sáng tác và tác phẩm của người trẻ trước thời cuộc, trước thực tế xã hội, cũng như những vấn đề tìm tòi, đổi mới nghệ thuật và nỗ lực làm mới, làm khác trong sáng tác trẻ. Đó là tọa đàm Văn trẻ, nhập cuộc và sáng tạo, thơ trẻ, truyền thống và cách tân. Chúng ta vừa được xem lại những cái hình ảnh của những ngày đã diễn ra hội nghị những người viết văn trẻ lần thứ 9. Vậy thì ở cái phần đầu tiên này tôi rất muốn nghe ý kiến chia sẻ của chị Kim Hòa, một đại biểu trẻ đến từ Ninh Thuận về Hà Nội để dự hội nghị những người viết văn trẻ lần thứ 9 này ạ. Vâng, đây không phải là lần đầu tiên tôi về Hà Nội, nhưng mà có thể nói đó là về với một tư cách là một đại biểu của hội nghị viết văn trẻ toàn quốc lần này thì thật sự đó là một niềm vui và đó là một niềm vinh dự rất lớn. Khi mà có mặt ở Hà Nội vào đúng giữa tiết cuối thu như thầy nữa thì nó rất là tuyệt vời. Mặc dù mà có hơi là hơi nóng một chút so với những cái thu thường, tôi nghĩ là như vậy. Nhưng mà có thể nói là với những cái hoạt động thú vị và những cái buổi tọa đàm từ cái hội nghị, tôi cảm giác giống như là chúng tôi được tiếp xúc nhiều hơn trên cái con đường văn chương và nhất là những người trẻ chúng tôi nữa. Rất là cần những cái sự giao lưu giữa bạn bè, những cái sự gặp gỡ ngoài trang viết đó để chúng tôi có thể thêm tự tin mà bước tiếp cái con đường của mình. Vâng ạ. Đấy là cái cảm xúc của chị Kim Hòa và chúng ta cũng thấy rằng là ngay từ trước cái thềm hội nghị này thì rất là nhiều dư luận xoay quanh cái chuyện là lựa chọn các cái tác giả trẻ làm sao để đại diện tham gia cái hội nghị viết văn trẻ toàn quốc này đã được bàn đến rồi. Việc tổ chức hội nghị lần này thì chúng ta biết là cái kinh phí cũng khá là eo hẹp. Nếu như mà ở những lần trước thì các đại biểu viết văn trẻ cũng có cơ hội được đến với cả nhiều vùng hơn, có nhiều hoạt động cũng khá là phong phú, thì lần này thì có vẻ như là nếu như chỉ nhìn ở một cái bình diện là diễn ra 2 ngày ở tại Hà Nội như thế thì chị có thể chia sẻ một chút để cho khán giả có thể hiểu hơn cái câu chuyện đằng sau việc tổ chức được 2 ngày hội nghị những người viết văn trẻ lần thứ 9 này. Các cụ ta có câu là liệu cơm gắp mắm. Thế thì với cái lượng kinh phí rất ít ỏi để làm cho một cái hội nghị diễn ra trong 2 ngày nhưng mà chúng tôi đã phải tổ chức hàng tháng trời trước đó rồi để lên cái chương trình như thế nào để khi đại biểu đã bỏ công về đến với Hà Nội không cảm thấy uổng phí cái thời gian mình đã lặn lội từ xa đến đây và ngồi trong hội trường không thấy uổng phí. Thì chỉ trong 2 ngày nhưng mà có rất nhiều hoạt động, đại biểu được giao lưu, được tham dự một cái đêm thơ bản hòa ca tháng 9 mà chúng ta trong cái khuôn khổ hội nghị thì các tác giả không chỉ được nghe thơ của nhau mà còn được tham dự một cái màn trình diễn rất là đặc sắc của 5 tác giả cũng là 5 đại biểu dự hội nghị. Đấy là cái có một cái buổi thơ rất đặc biệt. Và cái mà tôi với cái người tư cách người tham dự thì tôi thích thú hơn hẳn đấy là cái buổi tọa đàm. Nó mang cái tính thiết thực chuyên sâu. Đúng là khi mà về dự hội nghị thì là về để gặp nhau những cái gương mặt, những cái tác giả mình đã biết nhau, những cái người bạn văn chương có khi trước đây mới biết nhau qua Facebook thôi thì bây giờ được tay bắt mặt mừng, được gặp gỡ nhau, được trao đổi trò chuyện với nhau thì còn được lắng nghe nhau nữa. Với cái tư cách là cái người mà điều hành cái cuộc tọa đàm văn xuôi thì tôi thấy rằng là các tác giả trẻ rất thẳng thắn. Họ chia sẻ những cái vấn đề của mình, những cái khó khăn của mình, những cái trăn trở của mình. Ví dụ như một tác giả Lê Vũ Trường Giang ở Huế, anh ấy nêu ra cái vấn đề là đi học đọc viết. 4 cái từ đấy tôi rất ngắn thôi, nhưng mà nó đòi hỏi cái sự nghiêm túc của người viết. Đi như thế nào, học như thế nào, đọc như thế nào và viết như thế nào. Bởi vì tất cả nó thể hiện trên cái chính cái tác phẩm của mình. Thì những cái câu chuyện người viết trẻ dấn thân, cái câu chuyện văn chương với thị trường, cái câu chuyện trách nhiệm của người viết đã được người viết bày tỏ một cách thẳng thắn, cởi mở tại hội nghị. Có người có thể có đặt ra cái so sánh rằng cái hội nghị này đi hết, đi ít hơn. Ví dụ như hội nghị trước thì còn được đi thăm thú cảnh quan nọ, cảnh quan kia. Nếu mà đi được thì cũng rất tốt. Nhưng mà ngồi để mà nghe được nhau, chia sẻ những cái điều tâm huyết của mình thì tôi nghĩ rằng cái điều ấy còn giá trị hơn. Và tôi cũng nhận thấy rằng là ở hội nghị lần này với 2 cuộc tọa đàm được tổ chức vào ngày 29 tháng 9 thì nó đã mang đến cho chúng ta đã có thể nhìn thấy ngay cái sự thẳng thắn, cái sự nhập cuộc của chính những nhà văn ngày hôm nay đối với cái trách nhiệm của họ. Họ nhận thấy cái trách nhiệm của họ và họ rất cởi mở trong việc chia sẻ những cái điều đó.
Và ngay bây giờ thì chúng tôi lại muốn mời chị Phong Điệp, mời chị Kim Hòa cũng như quý vị khán giả, chúng ta sẽ tiếp tục đến với một clip mà chúng tôi đã thực hiện. Ở đó thì chúng ta sẽ thấy được ý kiến của những nhà văn qua những cuộc tọa đàm về chính nghề viết của họ, những người viết văn trẻ ngày hôm nay. Thế hệ cầm bút 8X và 9X đã có được tiếng nói chung của thế hệ mình hay chưa? Họ đã thực sự nhập cuộc cùng đời sống xã hội trong hành trình sáng tạo. Và trong hai buổi tọa đàm văn trẻ, nhập cuộc và sáng tạo, thơ trẻ, truyền thống và cách tân, những người viết trẻ đã thẳng thắn nhìn nhận những vấn đề của chính thế hệ mình. 5 năm đã trôi qua, kể từ hội nghị những người viết văn trẻ toàn quốc gần nhất và lực lượng sáng tác trẻ rõ ràng đã đông đảo và năng động hơn. Nhưng thực tế, văn học trẻ đang ở trong tình trạng vênh nhau giữa số lượng và chất lượng, giữa đa dạng với độc đáo. Nhiều ý kiến cho rằng các bạn trẻ giờ đây chịu khó đi, chịu khó trải nghiệm thực tế, họ vẫn đồng hành, không thể tách mình khỏi những vấn đề thời cuộc của đất nước. Tuy nhiên, số lượng những tác phẩm có thể kể ra như đại diện tiêu biểu cho một thế hệ cầm bút thì lại hiếm. Nói cách khác, họ chưa có được một tiếng nói riêng của thế hệ mình, chưa có nhiều cá tính độc đáo trong dàn đồng ca văn học. Điều mà những thế hệ đi trước thuộc lớp nhà văn cách mạng hay hậu chiến đã làm và làm rất thành công. Theo cái khảo sát của cá nhân tôi, khoảng 40-50 cây bút 8X hiện nay cũng đã góp lên một cái diện mạo, nhưng để gọi là một cái dấu ấn được đánh giá cao thì chưa, và chúng tôi cần phải cố gắng hơn nữa. Tôi cho rằng người viết trẻ hiện nay thì có rất là nhiều lợi thế. Trong thời đại toàn cầu hóa thì người viết trẻ có thể cập nhật được các cái kênh phát hành của mình, ví dụ như là trên mạng xã hội, ví dụ như tự phát hành, ví dụ như thông qua truyền thông, thông qua báo chí, thông qua những công ty sách, thì cái kênh phát hành là rộng hơn và cái cách thức mà để thể hiện cái bản thân mình thì cũng phong phú hơn rất là nhiều. Ngoài ra thì cũng có những khó khăn riêng đối với người viết trẻ, là vì thế hệ bây giờ thì rất khó để mà tìm ra một thủ lĩnh, một ngọn cờ như là cái thời văn học, chẳng hạn như văn học thời chống Mỹ, mà bây giờ là độc giả sẽ phân ra làm nhiều nhóm độc giả, nhiều nhóm viết, nhiều nhóm người viết, nên là người viết làm sao để mà chứng tỏ được cái cá tính của mình, và đặc biệt là người viết trẻ nếu như không có nguồn cảm hứng về cuộc sống và không có khát vọng lớn lao thì sẽ không làm nên một điều gì đáng kể. Viết thực chất là một nhu cầu tự thân. Tuy nhiên, khi những người trẻ phải chịu quá nhiều áp lực từ cuộc sống cũng như khó khăn thực tế của làng văn chương, thì việc đòi hỏi ngay lập tức ở họ những tác phẩm lớn có vẻ như không khả dĩ. Một bộ phận đang cố loay hoay cân bằng giữa cá tính sáng tạo riêng với độc giả, còn một bộ phận khác thì chấp nhận đáp ứng số đông với kiểu văn chương dễ đọc, dễ hiểu nhưng cũng có thể rất dễ quên. Làm sao mà đòi hỏi ngay được những tác phẩm lớn ở những tác giả ở tuổi 20-25 được, phải không? Còn có một lớp tác giả thì viết theo những lối dễ tiếp cận với bạn đọc hơn thì đó là nhu cầu thôi, mình không thể nặng nề những cái chuyện này được. Còn lớp tác giả trẻ mà có một cái tâm thế nghiêm túc việc sáng tác thì tôi tin là họ sẽ dần khẳng định được bản thân mình. Bây giờ tài năng có, tôi nghĩ là các nhà văn trẻ họ tài năng chứ, nhưng mà bản lĩnh, tôi thấy họ thiếu sự bản lĩnh. Các hệ nhà văn đi trước họ ít được đào tạo hơn, thậm chí đào tạo không bài bản, gia nhập quân ngũ rất sớm, cơ hội đi lại không có, nhưng họ có bản lĩnh. Bản lĩnh nó chính là cá tính, nó thể hiện rõ cái chiều sâu, cái phong cách của mình trong trang viết. Và bản lĩnh đó phải sự tôi luyện qua thời gian, phải tôi luyện qua một cái môi trường tự rèn luyện, tự giáo dục. Tuy nhiên, trong 5 năm qua, không thể không kể tới những điểm sáng của văn học trẻ. Nhiều cây bút đã thức thời tận dụng mạng xã hội để đến nhanh hơn với độc giả và thu hút sự chú ý của các đơn vị xuất bản. Phong Việt là một ví dụ tiêu biểu. Một số cây bút cũng tạo được dấu ấn với cá tính nghệ thuật được giới chuyên môn ghi nhận như Nguyễn Thị Kim Hòa, Đinh Phương, Lữ Thị Mai, Nguyễn Minh Nhật, Đào Quốc Minh. Và trong hành trình khẳng định mình của những người viết trẻ, khi họ dám dấn thân, dám nhìn thẳng vào vấn đề của chính mình và thời cuộc, đó chắc chắn là những tín hiệu mừng cho đời sống văn chương hiện đại nước nhà. Nếu như nhìn từ Hội nghị viết văn trẻ lần thứ 8 đến nay thì đã là 5 năm,
trong 5 năm đó thì đó là một cái chặng đường tuy không dài, thế nhưng nếu xét ở cái góc độ đời sống xã hội thì đó là rất nhiều những biến đổi của đời sống xã hội, của mạng xã hội và của những vấn đề nóng của đất nước. Vậy thì thưa nhà văn Phong Điệp ạ, nếu như nhìn lực lượng viết trẻ ngày hôm nay như là một lực lượng tiên phong bằng cái sức trẻ của mình để nói lên cái tiếng nói của thế hệ và của đất nước, thì chị nhận thấy rằng thế hệ trẻ ngày hôm nay đã thực sự có một cuộc đồng hành với những vấn đề của đất nước hay chưa? Tôi nghĩ là có. Trên những cái theo dõi đời sống văn học khá là sát của tôi, các cái vấn đề nóng của đời sống, những cái vấn đề mà được xã hội quan tâm, thì tôi nghĩ rằng là họ đã rất kịp thời. Những tác giả trẻ như Lê Minh Phong, tác giả trẻ như Trịnh Sơn, Đinh Phương, bạn Kim Hòa, đây tôi có thể kể rất là nhiều, thì tác phẩm của họ đã thực sự là can dự vào những cái vấn đề của đời sống này, đặt ra những cái điều buộc chúng ta phải suy ngẫm. Và những tác phẩm của họ đã được khẳng định bằng những cái giải thưởng văn chương, bằng những cái cuốn sách được nhiều người đọc. Bên cạnh đấy cũng có nhiều người viết khác vẫn đang viết về cái tâm thế của người trẻ hiện nay, thì tôi có thể lạc quan thấy rằng họ đang rất quan tâm đến những mọi cái vấn đề của thời cuộc. Thì ở đây đối với chính những cái trải nghiệm của một người viết trẻ như chị Kim Hòa, thì chị có thể cho biết về cái sự nhập cuộc của mình với cái tâm thế của một người viết trẻ đối với đời sống ngày hôm nay. Có thể nói đó là bản thân là một người viết trẻ đứng trước những cái nhiều cái đời sống với và nhiều cái sự để phản ánh và để đưa vào trang viết, thì tôi thấy là cá nhân tôi á, về bản thân tôi thì tôi luôn cố gắng đưa tất cả những cái gì xung quanh mình, những cái gì mà tôi ghi nhận được trong cái môi trường tôi sống và tôi làm việc, để đưa vào cái trang viết, để mượn cái trang viết của mình phản ánh được những cái suy nghĩ của tôi về những cái hiện thực cuộc sống, cũng giống như là những cái thực trạng mà tôi đã gặp. Không có mong là bạn đọc sẽ tìm thấy được một cái điều gì đó lớn lao hay là cái thông điệp gì to tát đâu, chỉ mong là phản ánh và bày tỏ được cái quan điểm của cá nhân mình, và qua đó biết đâu có thể tìm được những người đồng cảm và đi cùng tôi trên những cái chặng đường gian này. Nhưng mà trở lại cái câu chuyện về những cái cuộc tọa đàm mà chúng ta đã tổ chức được ở trong hội nghị lần 9 này, thì có một điều phải khẳng định rằng là những người viết trẻ ngày hôm nay họ đã nhìn nhận vấn đề của họ rất là thẳng thắn, cả những cái họ đã làm được và cả những cái họ chưa làm được. Đó là cái việc là những cái trải nghiệm của bản thân đến đâu, những cái cách họ xử lý những cái vấn đề của xã hội đến đâu. Vậy thì là một người mà theo sát cái đời sống văn chương của giới trẻ ngày hôm nay, của những người viết trẻ ngày hôm nay, thì thưa chị Điệp ạ, cái sự thẳng thắn ấy, cái sự nhập cuộc một cách đầy háo hức như thế, nó sẽ giúp ích như thế nào cho chính những người trẻ trong cái hành trình văn chương của họ? Vâng, cái nhận xét của bạn rất là chính xác về cái sự thẳng thắn. Khi mà chúng tôi làm cái hội nghị này, thì chúng tôi đã lên cái xây dựng một cái dàn đội ngũ là những người viết văn 8X và 9X. Thì họ khác hẳn cái thế hệ, những cái thế hệ trước đây. Trước đây có khi là chỉ có lặng lẽ trong trang viết, thế còn cái việc mà bày tỏ, bộc lộ cái quan điểm, thái độ của mình nhiều khi là còn chưa thật sự cởi mở. Nhưng với cái thế hệ 8X trở lại đây thì họ khác. Cái tư duy của họ khác, cái nhận thức của họ khác. Và cái điều đấy rất là tích cực, bởi vì là cái khi mà họ có những cái nhìn nhận thẳng thắn cái vấn đề của chính mình, vấn đề của xã hội, thì nó tác động vào ngay chính trang viết. Họ sẽ điều chỉnh những cái sáng tác của họ. Họ đặt ra những cái yêu cầu nó càng cao thì đòi hỏi cái chất lượng nó phải đi theo cái điều đó. Chứ còn khi mà người viết mà không quan tâm, tôi chỉ viết thế thôi, ai đọc thì đọc, tôi viết để thỏa mãn cái tôi của tôi, thế thì điều đấy mới là nguy hiểm. Chứ còn khi mà họ đặt ra những cái yêu cầu khắt khe cho chính mình, họ đặt ra những cái vấn đề thách thức của đời sống để buộc cái ngòi bút của mình phải can dự vào, thì cái điều đấy khiến chúng ta đáng mừng. Vâng, và trong cái dịp này khi mà có cơ hội được tiếp xúc với rất nhiều những người viết trẻ, thì chúng tôi cũng đã có những cái cuộc phỏng vấn để muốn biết xem những người trẻ ngày hôm nay trước những cái thách thức, trước những cái cơ hội của thời cuộc, thì họ thực sự cần gì để phát triển. Sau đây thì lại xin kính mời nhà văn Phong Điệp, chị Kim Hòa cũng như quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng tới với một clip mà chúng tôi đã thực hiện. Ở vị trí của một người vừa sáng tác thơ và vừa hoạt động báo chí truyền thông, thì tôi thấy rằng là cái vị trí dành cho thơ ca tuy đã được thu xếp một phần nào đó nhưng mà cũng chưa được thỏa đáng. Chẳng hạn như các nhà xuất bản thì thường là từ chối in thơ rất nhiều. Những bạn bè truyền thông, những trang báo mà chúng tôi đã từng làm, đã từng cộng tác, thì cái đất dành cho thơ ca rất là ít ỏi, thậm chí là phải xóa sổ cái đất đấy để nhường chỗ cho những chuyên mục khác mà nhiều người đọc hơn. Thì tôi vẫn nghĩ rằng là nếu như mà có được một cái vị trí nào đó, và những người mà làm văn hóa, những người làm báo chí mà phải chấp nhận
chấp nhận đi qua cái thị hiếu của đám đông thì mọi thứ thì sẽ ổn hơn và thơ ca thì sẽ được góp phần là thúc đẩy phát triển hơn. Nếu mà mong muốn một sự hỗ trợ nào đó từ phía trên đối với những người viết văn trẻ thì có lẽ đó là bớt trại tăng giải, là bớt lại các kinh phí để tổ chức các trại sáng tác, mà thay vào đó tổ chức thêm nhiều giải thưởng văn học hơn để có thể khai quật được nhiều tác giả trẻ hơn. Nếu mà có một sự ưu tiên tác động từ hội đoàn thì đó là vô cùng tốt. Nhưng rõ ràng là trước khi có một câu, trước khi ai cứu mình thì mình tự cứu mình đã, đúng không ạ? Bây giờ bạn phải khẳng định bản lĩnh của mình đã. Thì sau đó là nếu có sự hỗ trợ của các cơ quan quản lý về nghệ thuật hoặc hỗ trợ cơ quan quản lý văn hóa thì sẽ nâng cho bạn một cái đôi cánh mạnh hơn bạn bay. Nhưng rõ ràng bạn muốn bay được thì đầu tiên bạn phải biết cách thức bay đã, chứ đừng chờ người ta cho đôi cánh. Không cần thiết họ cho đôi cánh, bạn có thể tạo ra đôi cánh cho mình. Ở phần này thì tôi lại muốn hỏi chị Kim Hòa là từ chính cái trải nghiệm của bản thân mình thì chị nhận thấy rằng cái thách thức lớn nhất mà những nhà văn trẻ ngày hôm nay đã và đang phải trải qua, đang phải vượt qua là gì ạ? Bản thân tôi thấy thách thức mà nhà văn trẻ phải vượt qua hình như chính là bản thân mình đó. Có nghĩa là anh sẽ viết như thế nào và anh sẽ theo cái con đường nào, rồi anh sẽ đối diện với những cái gì về độc giả, rồi các nhà phê bình và rất là nhiều cái yếu tố khác. Thì tôi thấy đó là nếu bạn đã ở một cái vị trí, ví dụ như bạn có thể có được giải thưởng, bạn có thể có chút tiếng tăm, bạn có rất là nhiều fan chẳng hạn, nhưng mà nếu bạn cứ lao theo cái con đường đó, bạn không biết tỉnh lại để chững lại và để nhìn lại cái con đường viết của mình thì có thể là bạn sẽ không còn viết được nữa. Nhưng tôi nghĩ với người trẻ chúng tôi thì nên có những cái giai đoạn mà gọi là thử thách chính mình để chúng tôi có thể tìm ra được cái con đường đúng đắn hơn. Và tôi tin đó là những người nào mà có một cái tình yêu với văn chương, có một cái đam mê trong lòng thì có thể tiếp tục cái con đường này được và vượt qua bản thân. Và chính bản thân chị thì cái lựa chọn của chị trong cái con đường của mình là gì ạ? Lựa chọn trong con đường của tôi thì có lẽ cũng chính là cái lựa chọn từ trước tới giờ tôi đã chọn với văn chương, đó là dùng văn chương để phản ánh hiện thực cuộc sống, và tôi sẽ đi tới cùng với điều này. Đối với những người viết văn trẻ, nếu như không thực sự chớp được thời cơ, nếu như không thực sự đi đúng được con đường và không thực sự có những cái nhận được những cái định hướng đúng thì có thể nó sẽ bị trôi tuột đi mất cái tài năng mà họ có chẳng hạn. Vậy thì đối với nhà văn Phong Điệp, theo chị, những người viết trẻ hôm nay cần gì để có thể có được một cái sự phát triển tốt nhất? Trong cái khuôn khổ của hội nghị viết văn thì tôi rất thích thú bạn Tiểu Quyên đến từ Thành phố Hồ Chí Minh. Khi mà bạn ấy được hỏi một cái câu hỏi là đại ý rằng cái người hỏi ra hỏi là bạn có gia đình hay chưa, bạn là nữ, thế thì bây giờ viết văn là cái công việc rất là khó khăn, bạn đã dàn xếp những cái công việc như thế của mình như thế nào để dành cho văn chương, thì bạn ấy trả lời rất thông minh. Và tôi nghĩ rằng là những cái người viết, cũng những người viết trẻ cũng đang thực hiện cái điều đấy nếu mà muốn đi dài với văn chương. Đó là khi mình đã yêu, khi mình đã đam mê thì sẽ không có bất cứ cái lý do gì cả. Giống như khi mà bạn yêu thì bạn không thể nói là hôm nay tôi đến muộn bởi vì tôi không thể thực hiện cái lời hẹn này bởi vì là tôi bị tắc đường, bởi vì tôi bận việc gì đó. Yêu là phải thực hiện bằng được. Với văn chương cũng thế. Khi đừng tìm bất cứ cái lý do gì là hôm nay tôi bận công việc, tôi không thể viết được. Tôi đang có một cái đề tài này hay nhưng bây giờ còn đang chi phối cái việc này, việc khác nên tôi không thực hiện được. Và những cái tác phẩm vẫn cứ luôn luôn là những cái lời hứa dang dở như thế. Thế thì nó đòi hỏi cái sự quyết liệt. Tất nhiên nó còn, khi mà người viết thì cần rất nhiều tố chất. Đấy là cái sự tự học hỏi, đấy là cái việc mà kiên trì theo đuổi đam mê, cái việc mà biết giấu mình đi trong cái đời sống này, để chìm sâu vào cái đời sống này, để tìm ra cái bản chất của đời sống chứ không phải là hớt váng cái bề mặt đời sống này và thể hiện. Thì tôi nghĩ rằng là phải nuôi dưỡng được cái niềm đam mê. Thực tế là theo dõi những cái kỳ hội nghị, tôi thấy rằng có rất nhiều những cái tác giả trẻ có năng lực, nhưng bởi vì là cái đam mê của họ không đủ và họ đã rời cuộc chơi đi, rời cái mối quan tâm của mình đi chỗ khác thay vì văn chương. Thì tôi nghĩ rằng là nó là cái sự sàng lọc tất nhiên thôi. Nếu không đủ đam mê thì sẽ không đi theo được cái nghề này. Và tôi nghĩ rằng là với những cái hội nghị như thế này, thực ra đó là một cái cơ hội gặp gỡ. Có lẽ nó cũng là một cái cơ hội để khơi hơn nữa cái đam mê trong chính những người viết trẻ. Một cái cơ hội để họ được trải lòng mình. Nhiều khi người viết thì gọi là cô độc và đối diện với trang giấy, nhưng có khi họ được chia sẻ và họ nhận được cái sự chia sẻ từ những người có kinh nghiệm hơn, từ những bạn đọc thực sự là có thể nhìn ra được những điều gì đó ở họ.
thì đấy cũng là một cái chia sẻ rất là tuyệt vời rồi. Và nó sẽ tiếp thêm cái ngọn lửa đam mê, cái tình yêu dành cho văn chương. Và bao giờ cũng vậy, tuổi trẻ luôn luôn là lực lượng tiên phong. Tuổi trẻ với cái thế mạnh của mình thì lại cộng thêm đam mê và tình yêu giống như chị Điệp vừa nói nữa, thì có lẽ là chúng ta đầy hy vọng vào những lực lượng viết sẽ cho ra đời được những cái tác phẩm thực sự có đóng góp lớn hơn nữa trong cái đời sống văn chương ngày hôm nay. Xin được cảm ơn nhà văn Phong Điệp cũng như nhà văn Kim Hòa đã tham gia chương trình của chúng tôi với những chia sẻ vô cùng ý nghĩa vừa rồi. Chúng tôi cũng chúc cho các chị, những nữ nhà văn đã từng trẻ, vẫn còn trẻ và đang còn trẻ, đúng không ạ? Sẽ có thêm những cái tác phẩm hay hơn nữa đem đến cho công chúng ạ. Vâng, thưa quý vị và các bạn, chương trình của chúng tôi cũng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình tiếp theo.